tổng kết lại thì chúng ta thấy không, cái phần mềm hiện tại của Facebook, cái đây là cái video quan trọng vì vấn đề là cho chúng ta tín hiệu mua và tín hiệu bán của các cổ phiếu tiêu chuẩn và các cổ phiếu phổ thông. Và có một cái tip lưu ý đối với các anh chị này, lưu ý với các anh chị là khi cổ phiếu đạt tín hiệu mua, chẳng hạn buổi sáng của các anh chị, cái phần này rất là quan trọng nhá, các anh chị lưu ý thêm, đó là buổi sáng cổ phiếu đạt tín hiệu mua nhưng buổi chiều cổ phiếu lại bị bán ngược lại, không đạt các tiêu chí về giá và khối lượng. Chẳng hạn như là cái điểm lát nữa Thế sẽ chia sẻ về big small, big buy, small buy hoặc là big sell, small sell trong cái phần trong cái video này luôn. Nhưng mà vấn đề giả sử đó là buổi sáng cho điểm mua big buy là đạt cái tiêu chí về giá, đó là chúng ta thấy rằng tiêu chí về giá là tăng hơn 8% chẳng hạn, nhưng mà buổi chiều cổ phiếu lại giảm điểm trở lại, không đạt tiêu chí về giá, khối lượng vẫn đạt, thì cái điểm big buy của buổi sáng là sẽ bị mất đi. Cái điểm này sẽ bị mất đi nhá, giả sử nhá, STB ngày hôm đó chỉ tăng 1% vào cuối phiên, bị bán ngược lại, mặc dù buổi sáng là tăng 5% cho điểm mua big buy, nhưng buổi chiều thì lại cổ phiếu lại chỉ còn tăng 1% thôi, thì cái việc mà STB cái tín hiệu big buy này sẽ bị mất đi. Nhá. Đây là một cái điều các anh chị lưu ý khi sử dụng phần mềm. Nghĩa là vào buổi sáng theo những cái kinh nghiệm của Thế thì Thế chia sẻ với các anh chị đó là chúng ta nên hành động vào cuối phiên. Hành động vào cuối phiên an toàn nhất là chúng ta hành động từ 2 giờ trở đi. 2 giờ nếu mà các anh chị thấy rằng vì xu hướng từ 2 giờ đến 2 giờ 30 đến 2 giờ 45 và kết phiên ấy là cổ phiếu thường ít thay đổi cái xu hướng hơn. Nhưng mà từ sáng đến phiên chiều đến 2 giờ thì khả năng gọi là có thể thay đổi xu hướng. Nghĩa là buổi sáng có thể cho điểm mua big buy, nhưng buổi chiều lại không còn những cái điểm mua đó, hoặc là chỉ còn small buy. Đấy là lưu ý các anh chị, hoặc không còn điểm mua. Nhưng nếu mà từ 2 giờ trở đi các anh chị thấy rằng những cái tín hiệu này vẫn xuất hiện thì xác suất cao đến cuối phiên tín hiệu này vẫn được duy trì. Hoặc cái điểm bán cũng vậy nhé, nếu mà buổi sáng cho điểm bán big buy, nghĩa là giá giảm rất mạnh nhưng mà khối lượng cũng tăng rất mạnh, cho điểm bán big sell đúng không ạ, nhưng vấn đề là phiên chiều lại giá cổ phiếu lại hồi phục trở lại và không còn điểm bán nữa. Thế nên là các anh chị lưu ý là nếu mà chúng ta cái nguyên tắc chuẩn nhất là chúng ta nên hành động vào cuối phiên, như vậy thì cái xác suất mà các anh chị bị fail tín hiệu là sẽ bị thấp nhất. Hành động vào cuối phiên nghĩa là từ 2 giờ trở đi, theo Thế là lúc mà chúng ta hành động sẽ là an toàn. Còn riêng với một số cổ phiếu mà gọi là dư mua trần rồi chúng ta không mua được nữa thì chúng ta có thể tìm những cái cơ hội khác. Nhưng đối với khi mà các anh chị sử dụng cái phần mềm Facebook thì cái tín hiệu và những cái cổ phiếu tốt luôn luôn xuất hiện và các anh chị cân nhắc để chúng ta sẽ đưa ra được những cái quyết định đầu tư một cách tốt nhất.